hôm nay mình sẵn đi thăm mấy lưu ta lưới gắn rồi mình trả lời anh em luôn anh em ơi à, anh em hỏi vừa qua rồi thì mình cũng trả lời sớm cho anh em chứ không định không để lâu đâu thì mình không có trả lời bằng tin ấy nhắn nữa mình trả lời bằng miệng cho anh em có gạch hơn thì có em hỏi mình thì clip này hỏi cũng lâu rồi mình cũng sớm ý quên đi nói con gắn này hiền quá có cắn hay không thì con gắn này là không có cắn không hành mà nó không có nọc độc không có cắn bẹo trơn mình banh miệng nó ra banh còn không được nó cắn cái gì cọt tay vô miệng nó cũng không cắn luôn nữa đó, mình trả lời cho em biết trước vậy đó Rắn gắn này không bao giờ cắn ai hết trơn á còn cái em mà đêm hôm thì hỏi uh, chuột á thì cho ăn khoảng bao nhiêu là nuôi gắn nhiều mà cho ăn khoảng bao nhiêu thì nó vừa thì mình có cái clip là cách trị bệnh đó clip thứ nhất hay clip thứ hai gì đó thì em coi hai cái clip đó là nó có à còn mình nuôi chuột á, mình nuôi gắn á, thì mình nuôi cũng nhiều nhưng mà chuột mình để chuột sống á. thành thử ra mình không phân biệt là cho nó ăn nhiều hay ít tại mình đều để chuột sống vô là nó ăn tự nhiên đó. nó nó đói giờ nào thì nó ăn giờ nãy thôi chứ mình không có phân biệt là nó ăn khoảng bao nhiêu khi nào mình cho ăn mà chết thì mình phải phân biệt nó ăn bao nhiêu mình mới cho nó ăn được đó còn cái có cái em hỏi thì con chuột bạch ờ, nuôi chuột bạch cho gắn đang được hay không thì mình nghĩ anh em không biết hỏi thiệt tình hay là chứng dẫn như mình nhưng mình cũng trả lời anh em biết luôn con chuột bạch mình cũng cả đã có nuôi con chuột bạch ha mình cũng có đặt gặp nó mình trắng mắt đỏ mà nó nhỏ xíu mà mình chẳng biết con chuột đó nữa ra sao nữa nhưng mà mình không nào giờ không cho ăn mình không biết thì mình trả lời với anh em là gì đó mình có đó là mình vó tay mình không biết thiệt còn anh đàm anh ý anh trà vinh thì anh hỏi thì cái anh muốn khử trùng Trùng rắn mà hỏi có ảnh hưởng gì không thì mình trả lời với anh rằng là khử trùng thì ta thường thường ta khử là bên trang trại gà heo hay quạt này kia nọ thôi còn có người, người ta khử trùng bên rắn hổ hèo nữa trùng rắn hổ hèo nữa thì cái chuyện đó thì người ta làm mình không biết được còn anh hỏi tôi như vậy thì tụi mình trả lời cho anh biết là nếu có khử, khử trùng đó, thì nó không ảnh hưởng gì bên cái con kiến đó, thì anh khử được còn nếu mà có khử trùng nó ảnh hưởng về kiến thì anh khử trùng chuồng gắn của mình thì nó có hơi ấy thì con gắn mình ngắt ngay nó ăn yếu xìu đó thì nó yếu đó thì mình nói vậy thôi còn anh muốn thử thì anh thử thì cái đó thì tùy anh chứ mình cái đó mình không có thử tới cái đó nữa mình chưa có biết được bao nhiêu cái đó đâu đó mình nói gần cho anh biết thì mình không dám thử đâu dạng khử trùng là mình không dám thử đó mình đã bị xịt thuốc mũi rồi thì mình sợ nó rồi mình không dám đâu còn anh cũng có nuôi gắn cũng lâu anh cũng có bán gắn giống hay là gắn thực phẩm đó, thì anh cũng nuôi lâu anh cũng hiểu rồi thì anh cũng coi đó đi rồi mình giải thích cho anh vậy đó thì những cái gì mình có trải qua rồi thì mình nói với anh rất là rõ luôn cho mình không giấu giếm. Còn em uh, Lan Nguyễn á, thì em nói á, thì kêu anh là chia sẻ bằng cách nuôi gắn hoạt này kia nọ thì mình uh, thì cũng đã chia sẻ cho em út rồi nói mình không có giấu giếm đâu. Rồi em nói anh là ấp chung với gắn này kia nọ thì em nói không có sai nói chung ra banh thì nuôi là mười mấy năm mình đâu có biết lên mạng đâu cưng ơi biết lên mạng thì mình cũng chỉ lâu rồi nó chứ không phải để tới bây giờ đâu rồi à, em ủng hộ anh suốt mùa này kia nọ thì mình nói với em cái gần nè những cái chuyện quan lúc quan trọng thì em mới nói mấy thi, ấy người chia sẻ này kia nọ nó chỉ dẫn thì những cái trang trại lớn á, hay quạt những chỗ nào người ta bán thường thường á, thì cái chuyện người ta mặn ăn chính người mượn ý ha anh nói cho cưng nghe thì khi nào người ta mua gắn của mình á thì ta mới chỉ đúng không chứ phải mà không mua gắn người, em cũng có điện tới hỏi ấy hỏi thì cũng sơ sài thôi người ta không có chỉ thiệt tình đâu đó mình nói rõ cho nên biết rồi mà anh không biết anh nghĩ lý do là sao mà em còn biết anh giấu giếm điều gì sao mà em kêu anh chỉ hết thì thật sự đó em suy nghĩ là không sai nếu mà anh chỉ ra thẳng nữa đó là còn hai clip nữa mới hết cái bên cái nghề gắn này chứ không phải là còn bao nhiêu tại vì anh thời gian anh lúc 15 16 tuổi thì em nghĩ anh năm nay dạng 50 em bị nghĩ là bao nhiêu năm cũng mấy chục năm trong nghề nuôi gắn chứ không phải ít đâu. Tại vì không chuyện mà ăn lu bu rồi mình mới nghỉ một thời gian, mình mới nuôi lợi. Nhưng thời điểm trước gắn nó nhiều lắm, mình nuôi không có giá nhưng mà dạng gắn hậu hành cũng nhiều nữa, gắn gì cũng nhiều hết. đó Rồi những có hai còn hai clip cuối cùng tại vì anh cũng xin lỗi nha, xin lỗi em và xin lỗi hết trơn anh em hết chứ không phải là xin lỗi riêng mình anh em. Em đón không sai, ha? em đón anh là không sai còn hai clip cuối cùng những anh chưa có chỉ gì đó. bao nhiêu đó những người em nuôi mua gắn của mình các anh em mua gắn mình vừa rồi đó ở đợt rồi đó cũng trong ngoài rồi nhưng mà ba em với vinh long cũng vẫn vậy mình xin lỗi hết nhưng những người mua gắn cho anh vừa qua hay ba em vinh long thì mình chỉ là sau này tại vì ba mấy người anh em đó là mua là mua dạng gắn mới nở đây gắn con thì nó tới tháng 8 nó mới đẻ đặng gắn đó đó thì cỡ tháng 7 tháng 7 tháng 6 là mình là chỉ điện ba mấy anh em đó là mình điện qua điện thoại mình chỉ thôi chứ mình không chỉ lên mạng ông ba mấy người anh em mình là mua gắn của mình cũng thông cảm đi mình không bao giờ giấu sau này mình chỉ hết nhưng mà chưa có chỉ lúc này mình không lên mạng chỉ đâu nhưng mà mình chỉ ba anh em ở Vĩnh Long với những mấy người gần gũi đó mua gắn đó những người bên đồng tháp đó thì mình sau này mình chỉ bằng điện thoại anh em cũng thông cảm mình ha với các anh em cũng đã có xem qua clip của mình rồi thì mong anh em thông cảm đi mình chỉ hai clip vừa rồi với clip thứ ba đó là clip máy ấp đó thì mình chỉ nó là chỉ một chút chia sẻ kinh nghiệm là cho anh em nuôi con gắn nó không hao hụt hay ăn như thế nào giá bán ra sao hay bất cứ thứ gì đó mình cũng đã giải thích anh em hết nhưng nó chưa có đầy đủ ý nghĩa bên cái nuôi gắn đâu cho nên mình không có chia sẻ hết hai clip kia tại vì mong anh em thông cảm mình hứa với anh em đâu đó đàng hoàng còn em Lan Nguyễn á, thì em thông cảm cho anh anh giảng chỉ nhưng mà mình đăng ký bên con mình đăng ký bên nước Mỹ nè cái số khung của mình người đăng ký với người xem đó là nó chưa đạt trong yêu cầu của mình được đó cho nên mình chưa có chỉ hai clip đó khi nào không biết thời gian bao lâu mấy tháng hay hoặc một năm nửa năm gì đó thì mình vẫn chỉ hết nhưng mà thời gian nó rất là sao phải không nhưng là sau này những có anh em nào thân thích thì mình điện qua điện thoại mình chỉ thôi ha còn những trên cộng đồng mạng này thì nếu ai xem clip mình ủng hộ này kia nọ mình đạt tới cái mốc yêu cầu của mình đó thì mình lên mạng mình chỉ hết nếu mình buông ra hai clip cuối cùng mình chỉ mình nói thẳng anh em biết trước mình buông ra clip hai clip cuối cùng mình chỉ rồi là có như không còn cái gì nữa mà nuôi thất thoát bất cứ thứ gì hay hoặc là những trang trại lớn nào mới ra đây như vậy hay là hoặc anh em nào mới nuôi gì anh bảo đảm không bao giờ tìm hiểu tới nổi đâu tại vì mấy người đó cũng dạng 5, 7 năm bảy năm nay thôi năm 10 năm nay thôi chưa có am hiểu gì gắn bao nhiêu đâu chỉ mới bắt đầu nuôi chỉ chỉ bệnh men tiêu quá hay hoặc là cái này cái nọ chuồng trại ướt ẩm ra sao thôi chưa chưa tìm hiểu gắn nó nở tốc độ như thế nào đạt một trăm phần trăm hay không mức độ nào mình để những cái gì vô trong chổng cho con gắn nó mau lớn nữa, đó. mấy người đó chỉ dạng bao nhiêu thôi chứ cũng chưa biết cái gì hết, cho nên mình cũng mong anh em thông cảm hết nha tại vì mình cũng chờ gán một thời gian cho nó đạt tới khung của mình rồi đó. ở ngoài mỹ nó diệt rồi khung bên ấy đó thì mình sẽ chỉ anh em hết tất cả toàn bộ anh em, còn ba anh em Vinh Long đó. Dưới những người anh em mua gắn gần đây thì mình sẽ chỉ qua bằng điện thoại mong anh em thông cảm đi mình không có giấu giếm đâu đó. còn có em á, thì không biết sao biết số điện của mình hỏi tại sao anh đặt lợp nghe nói đặt lợp quá nhiều có người gần ở xứ anh đi máy cắt hay quạt này nọ người ta đi tới đó đó người ta nói ờ ừ. anh đặt lợp sao mà chạy mấy chục ký mười mấy hai chục ký là mình đặt bằng bộ thuốc mà chứ nó phải mình đặt chuột không đâu nó chạy rất là mạnh và tại sao mà đi đặt lợp nhiều mà tại sao không đặt lợp bán mà đi để đi nuôi gắn mà đặt chuột như vậy thì nào nghe anh em đó Người ta hỏi đúng chứ đâu có sai đâu anh em anh em nghĩ đi nếu người sống bên đặt lợp gắn đó, là phải là mười mấy ký thì vô mánh chích mẹ thì cần gì đi nuôi gắn làm gì phải không anh em cái khi mà đó ba chục ký đó rồi mình giải thích cho anh em hiểu người đam mê nuôi gắn khác còn ngừ sống bằng người chén cơm ăn áo thì người ta đặt lập nó khác. Đó. Con của mình nó khuyên mình hoài không cho mình đi đặt lợp thì mình cũng nói với nó mình mặn thì kỹ lưỡng lắm chứ phải không đâu. Tới giờ mình nghĩ mình mới khui ra thôi. Đó. Mình đủ gắn nuôi rồi, thêm một thời gian đó mình đặt rồi mình cũng gắng lớn mình bán gắn nhỏ mình nuôi thôi xây sở này kia nọ cái chuyện này chuyện nọ thôi cái nghề bảy gắn này đó nghề thuốc bắc là gieo nhân nào gặp quả nấy đó đó y gan như vậy không bao giờ ấy đâu xanh nghề là tử nghiệp nghe anh em cho nên mình nói anh em nè đặt mồ thuốc bắc mình đặt chạy rất là nhiều mình lại bư cái đống rác nó ra mình thăm cái lợp hay là hoặc đóng cỏ con gắn đọc nằm trong tay rồi anh em ơi nó nguy hiểm dữ dằn lắm cho nên mình đam mê nuôi gắn cho mình mình mới đặt gắn đủ số lượng mình nuôi là mình nghĩ chứ không nên là mình dùng tới cái thuốc bắt đó mình đặt nữa nên mình nghĩ cũng nghĩ rồi mình đặt chơi với đặt chuột này kia nọ nhét chỗ này chỗ nọ chỉ cách anh em đặt đồ chơi thôi đó. chứ mình nói với anh em rồi 300 mình lúc đó mình đặt 380 390 mà giờ nó còn chưa được 70 cái mình cứ nói với anh em đó, nói là mình đặt mấy chục cái đó nữa mình chỉ dẫn anh em rồi thì mình cũng nghĩ nhưng uh, mình nói ra thì đâu ai tin đâu đó vì mình đâu có clip nào xứng đáng đâu có anh em đâu clip nào xứng đáng hay mình như võ minh phụng hay quạt những người anh em khác người ta lên mạng rất là nhiều thì đó là sạch thì người ta tin tưởng thì người ta theo những người đó người ta học hỏi còn như mình đâu có clip nào xứng đáng đâu mà người ta học hỏi nhưng mình vẫn đặt bên chờ gió bắc hay những cách đặt thế nào chờ gió bắt chạy vẫn chạy bình thường hay như thế nào vẫn chạy hết nhưng mà mình muốn chỉ đó thì phải có những cái gì xứng đáng người ta mới học hỏi theo mình người ta mới mới biết mình ra sao mà người ta mới đạt được còn như mình đây nè mình nói anh em cái cách nuôi gắn thì anh em cũng hiểu mình biết nuôi rắn hay không mình biết đặt lập hay không ba anh em với vĩnh long đó lên thì có anh ba lên đó thì ba em đó và anh ba đó dẫn ra ông nói anh đặt lợp một ngày mà anh chỉ bỏ trong thùng nước bình lợp bình lọc đó là chết mười mấy hai chục cái gắn làm sao ông nói cho ai, em mút đó như dẫn, dẫn nghe gõ luôn ba bình thuốc gắn một bình thuốc gắn mình đem cho ba anh em nó dẫn coi gõ luôn đó chứ không bao giờ mình thêm bớt một lời nào hết rồi á ba thằng em ở Vĩnh Long là ngang nhắn tin qua anh đi à nếu mà anh nói gì có thật hay sai thì em nhắn lời tham khảo bên anh có đúng y gian gì thì em nhắn lên đó có còn không thì em cứ việc em nói không ha em có lên tới anh em có quay chuồng gắn hổ hèo hổ hành của anh và có anh ba đó bắt gắn cho cưng đó thì lợi quán uống nước ổng nói làm sao hay là chủ quán như thế nào đó thì em cứ việc em nhắn tin trả lời máy bên anh thì cho anh em người ta tham khảo người ta nếu mà có hay có không là không mình đặt lập gắn thế nào cho anh em biết thôi Tại vì mình muốn chỉ anh em dữ dằn lắm nhưng mà mình đâu có clip nào xứng đáng đâu Nhưng mà mình sau này chắc mình có chỉ là chỉ đem ra gò mình chỉ cách anh em đặt chờ gió bắt như thế nào Rồi là hướng gắn đi ra sao, đường mòn nó ra sao, còn còn hay ở Mình chỉ hết anh em một cái một là rồi Còn bên cái nuôi gắn này đó Thì ba em với Long á, thì mình chỉ hết Đừng sợ sau này cỡ tháng 6 đi rồi anh sẽ chỉ điện cân chỉ cách cho gắn nó đạt tới yêu cầu nữa tới 100 luôn rồi gắn lớn tốc độ đạo độ nào luôn nữa thì còn hai clip cuối cùng mình sẽ chỉ nhưng mà nó chưa tới đạt mốc yêu cầu mình không lên mạng được cho nên mình chỉ ba cân đó với những anh em mua gắn của mình qua đó là mình chỉ bằng qua bằng điện thoại mình điện thôi chứ mình không có chỉ lên mạng còn tới sau này nó đạt tới mốc yêu cầu đó, lên thì mình sẽ chỉ lên mạng hết thì mong anh em trên cộng đồng các anh em hết trơn cũng thông cảm cho mình nha tại vì clip của mình cũng mới đưa đây nhưng mà điều cái xem qua thì cũng chưa có bao nhiêu mà cái đăng ký ủng hộ hay là hoặc cũng chưa có nhiêu hết cho nên mình cũng bỏ thời gian đêm hôm là cũng mình lên mạng là nó hay ghi mà mình coi là những các anh em khác như thế nào nuôi gắn ra sao chỉ cách trị bệnh ra sao thì mình cũng đã xem qua hết trơn rồi chứ không phải không đâu mình xem mà chừng nào mà cái máy mình hết ghi nó hết chạy luôn đó cho mình mới ngưng đó thì còn hai clip cuối cùng thì mình sẽ chỉ anh em nhưng mà sau này anh em nhắn qua mình chỉ đi chăng nữa thì mình cũng vẫn vậy thôi chứ mình chưa chỉ được đâu thì mong anh em thông cảm nghe còn những cách nuôi gắn đẻ tới 100 phần trăm với gắn lớn tốc độ như thế nào đó mình vị trí nào cho con gắn nó bao lớn đó thì sau này mình sẽ chỉ anh em chứ mình không bao giờ không có không chỉ nhưng mà Nguyễn Văn là Lan Nguyễn này cưng này cũng cũng hay cũng ngạc nghĩ sao mà anh cứ vẫn còn mà anh chưa chỉ hết mà cưng nhắn tin đó thì nào nghe cưng cũng hay thiệt nhưng mà anh cũng chúc cho cưng nuôi gắn đạt đi tại vì mình chỉ hai clip đó đó hai clip đó như một clip mà tha thằng thằng bảy màu đó thì nó nó cũng đạt tới 100 phần mình rồi nó đạt tới mức yêu cầu rắn mình nuôi chị bệnh như sao hao hụt thế nào hay ăn uống những gì đó lời lỗ gì anh cũng đã giải thích hết thì cưng cũng coi nó cưng hiểu rồi đó thì cưng nuôi nó đi thì từ từ nếu có khi nào anh em mình đó, thì nó thân thích nữa như thế nào đi rồi mình sẽ chỉ anh em chỉ cưng bận quan điện thoại thôi ha còn những như sau này đó thì có ai ủng hộ mình hay hoặc là xem clip mình đủ số người lượng đăng ký dưới ấy đó mình đạt tới mốc mình rồi mình sẽ chỉ anh em hết rồi anh em cũng từ từ đi rồi anh em sẽ thấy tới cái clip đó Thôi tới đây mình cũng tạm biệt nha anh em Thì cái gì cái mình đưa lên mạng cho anh em coi rõ luôn Rồi sau này có những clip sau mình sẽ đưa cho anh em tới Cho anh em tham khảo và coi luôn Mình nói chung ra mình chỉ hai clip cuối cùng Thì không có còn trang chạy gắn lớn hay nhỏ nào mà biết những cái cảnh đó đâu Mình nói thẳng cho anh em biết trước một câu Chưa có ai tìm hiểu tới Nếu tai nghề từ 30 năm 20 năm là mấy có nấm trong cái khoảng đó còn những tên người mới năm 10 năm đây chưa có nắm hết đâu anh em mình nói thẳng cho anh em một câu biết vậy thôi mình tạm ngưng nghe anh em rồi mình đưa lên máy cho anh em coi